xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 6 trên 6 của bài 16 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau đọc các cái đoạn đàm thoại và bài văn ngắn Chúng ta có đoạn đàm thoại thứ nhất Nì mến sắm ở hồ Nì mến sắm ở hồ Các bạn khi nào thì được nghỉ vậy? Ở đây có hai người là A và B cùng nói với nhau. Đầu tiên là A hỏi trước, "Xiǎo lǐ, nǐmen hồ phan gia Bạn lý à, khi nào thì các bạn được nghỉ vậy? Nghỉ đây ta sẽ hiểu là được nghỉ ở trường á. ngày 20 tháng 7." Giá <laughs> trị, bạn打算做什么？nghỉ, giá là trong kỳ nghỉ. Bạn dự định làm gì? Tôi muốn đi diễn. Tôi muốn đi du lịch hoặc là tôi định đi du lịch. suy nợ lụi diễn. suy diễn thì nợ ở đây chúng ta có thể đọc là nả lì cũng được. Uh, nhi sĩ nào lì xiển bạn đi đâu để du lịch vậy? Bạn đi du lịch ở đâu? Chu quê Lín, nì chú mà? Chu quê liễn, nhi sĩ ma? Chú uh, quê liễn, nhi sĩ ma? Đi Quế lâm, bạn đi không? Ta tôi cũng dự định đi. Bú cô, cô đây là nhưng, uh, Trước hết là tôi phải đi thiên tân, tức là tôi đi thiên tân trước. Xen là trước. Nì trai thiên chiên tay chỉ thiên Bạn sẽ lưu lại ở thiên tân mấy hôm Hoặc là bạn ở lại thiên tân mấy hôm Tay là ở trong thời gian ngắn San thiên uh, ba hôm Nì xuống thiên chiên khỏe lại gì hồ Nì xuống thiên chiên khỏe lại gì hồ Sau khi bạn từ thiên tân về sau khi bạn từ thiên tân về, chúng ta cùng đi đến quê lĩnh, được không? Chúng ta cùng đi đến quê lĩnh, được không? À, chúng chúng ta hãy đi Quế Lâm được không? Tức là sau khi bạn từ Thiên Tân về à, rồi chúng ta hãy đi Quế Lâm được không? Cùng đi Quế Lâm y chỉ sư quế liễn họ mà thay họ là vậy thì tốt quá. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Nì mến sầm ở hồ phan gia ở phan gia hồ 假期里你打算做什么？我想去旅行。你去哪儿旅行？去桂林。你去吗？我也打算去。不过我先去天津。 Nì chai thiên chiên tai chỉ thiên San thiên Nì sống thiên chiên khỏe lại ý hồ Ở mình chạy ý chỉ suy lín Hảo má Thay hảo là là Kế tiếp nữa chúng ta có đoạn 2 Đoạn 2 là có một người nào đó họ đi sửa đồng hồ Siêu biểu giao chỉ thiên Siêu biểu là sửa cái đồng hồ Giao chỉ thiên à, Cần mấy hôm tức là mất mấy hôm Xin quên siêu biểu giao chỉ thiên Xin hỏi sửa đồng hồ thì mất mấy hôm Ý cơ sinh si Ý cơ sinh si Một tuần Ủa trơ khoai biểu khoai là Ủa trơ khoai biểu có nghĩa là Ủa tơ trơ khoai biểu cái đồng hồ này của tôi Khoai là là hư rồi Nị khan nấn bố nấn xíu Nị khan nấn bố nấn xíu Anh xem có thể sửa được không? Nấn xíu phang trơ bà Nấn xíu có thể sửa được Phan trơ bà Để đây đi Phan là đặt Là để Trơ yeah. là đây Phan trơ bà Để đây đi Chị hao trị Chị hao trị Chị hao là ngày mấy chỉ là lấy Tức là ngày mấy thì lấy

一个星期，我这块表坏了，你看能不能修？能修，放这吧。几号取？今天是五月三号，五月十号来取。谢谢。 bố xe. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái đoạn văn ngắn. Đoạn văn ngắn có nội dung như sau. Đầu tiên mình sẽ đọc và giải thích trước. Sau đó rồi xin mời mọi người chúng ta đọc theo nha. Trung Quốc ta sẽ xeo trường học ở Trung Quốc. Y nền dỗ liền cơ sẽ chi. Mỗi năm có hai học kỳ. Như vậy là trường ở Trung Quốc mỗi năm hoặc là một năm có hai học kỳ. Trung Quốc ta sẽ xeo y nền dỗ cơ sẽ chi. Trường học ở Trung Quốc mỗi năm có hai học kỳ, lẹn có gia trí và hai kỳ nghỉ. Tì y xẻ trí, tức là học kỳ thứ nhất. Súng chiều dưới dí rư, khai sử. Súng chiều dưới dí rư, khai sử. Từ ngày 1 tháng 9 thì bắt đầu, có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Tò tì ơ nẹn, y dê tị, chẻ Tò tì ơ nẹn, đến... À, năm thứ hai tức là sang năm sau y duy tỷ tức là cuối tháng giêng cuối tháng 1 thì kết thúc như vậy ta dịch là kết thúc vào cuối tháng 1 của năm sau ti ơ sẽ chi súng san duy yu, ý rư khai sử ti er là học kỳ 2 súng san duy yu, ý rư khai sử bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 to chi duy trung trẻ su đến giữa tháng 7 thì kết thúc Chi yue là giữa tháng 7, chế xu là kết thúc. Hán gia yu Hán gia là kỳ nghỉ đông, tức là kỳ nghỉ mà cái đợt Tết á. Yu sư ka có 4 tuần. Kỳ nghỉ đông có 4 tuần. Sù gia hán gia chẳng gia là kỳ nghỉ hè, Bị hẳn gia là so với kỳ nghỉ đông. Chẳng tố là là dài hơn nhiều. Như vậy mình dịch là kỳ nghỉ hè thì dài hơn kỳ nghỉ đông nhiều. Chápu tố dỗ liền cơ dê. Chápu tố dỗ liền cơ dê. trung xẻ, ta xẻ, tố chápu Tiểu học, trung học, đại học, tô chápu tố. Cũng đều, chápu là cũng sắp xỉ nhau hoặc là cũng ngang nhau. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. 中国的学校一年有两个学期，中国的学校一年有两个学期，两个假期。第一学期从九月一日开始，到第二年一月底结束。 第二学期从三月一日开始，到七月中结束。寒假有四个星期，暑假比寒假长多了，差不多有两个月。 Xeo xuế, trung xuế, ta xuế, tô Và đến đây mình xin kết thúc phần 6 trên 6 của bài 16, cũng là phần cuối của bài này. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Chúc mọi người học tốt cái môn ngoại ngữ này nhé. Xin chào.